5 cây nước nóng nhật nội địa sử dụng điện 100V. Đấy. Hàng đẹp long lanh, hàng bãi đấy, nhưng mà chất máy thì còn như mới. Phải nói là cái lô cây nước này cảm thấy rất là hài lòng. Các bác nhìn. Cái cây này chiều cao của nó vào chắc vào tầm khoảng 1m1. Sử dụng ốp bình LaVie. Ốp bình LaVie này các bác nhé. Cây thiết kế dạng cơ, dễ sử dụng, bền, không có lằng nhằng gì mấy cái điện tử cả phức tạp. Đấy. Bảo trì sửa chữa dễ, gần như là không có gì để hỏng. Đấy. Em đánh số từ 1 cho đến 5 cây. 5 cây hình thức xem nhau. Rất là đẹp. Hiện tại em đang cho chạy test, ok hết rồi, ngon lành, đẹp. Hai cần gạt nước nóng có khóa trẻ em. Bấm vào đây này các bạn này. Bình thường các bác như này không bấm được nhé. Nhưng vào đây. Chống bỏng cho trẻ em nhé. Đấy. Bên lạnh thì vô tư. Hình thức. Bên rìa này bằng. Này chắc là sắc mạ kẽm của nó. Sơn tĩnh điện rất là đẹp. Hình thức rất là đẹp. Cây 5 cây như mới. Đẹp. Chuẩn. Cái này làm lạnh bằng hệ thống lốc các bạn này, hiện tại đang chạy mà êm, gần như không nghe thì tiếng gì. Nếu mà các bác không áp tai vào đây, không áp tai vào máy thì không nghe thì tiếng lốc chạy êm tuyệt đối luôn. Phải nói là chưa bao giờ gặp một cái cây nước nóng nào mà nó lại êm đến mức như vậy, đặc biệt là bọn này các bạn này, sản xuất luôn tại Hàn Quốc luôn nhé, chứ không còn phải sản xuất tại Trung Quốc nữa. Đấy. Sản xuất tại nhà máy Hàn Quốc, xuất về thị trường Nhật. Chưa? Điện 100V 50-60Hz, làm lạnh 105W, làm nóng 465W, GR134 nặng 16kg, thông số tem mác rõ ràng, dàn nóng này chạy im re, lốc chạy im re, dàn nóng còn đẹp như mới này, này. Có công tắc tắt bật này. Cái này là có cái nút điều chỉnh gì đây, không biết là điều chỉnh chắc là nhiệt độ nóng hay là cái gì đó, em chưa tìm hiểu. Thấy có cái xoáy ở đây, khả năng là biến trở điều chỉnh nhiệt độ nóng. Sẽ tìm hiểu xem nó là cái gì. Phải nói là tuyệt đẹp. Nước bọn này rất là nóng quá nhé, nước nóng, bình của nó rất là to. Các bạn nhìn nhé, bình nóng của nó chứa được rất nhiều nước. Bình này chắc phải tầm 3-4 lít. Chứa được rất nhiều nước. Dàn như cực đẹp. Phần hình thức nói chung là không có gì phải chê rồi. Hình thức lẫn chất lượng. Nước nóng bỏng. Hiện tại thì em vừa mới cắm được mấy phút thôi. Nhưng mà đặc biệt là các bạn áp tay vào. Áp tay vào nhé, mới cảm nhận được tiếng lốc chạy rung 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 một tí tị tí thôi. Nước nóng. Các bạn vừa mới đụng, vừa mới bật một tí nhé. Nước nóng luôn. Vừa mới bật thôi đấy ạ. Nước này các bác hoàn toàn có thể pha chè hay ăn mì tôm thoải mái nhé. Bên lạnh thì làm lạnh bằng lốc, cho nên là cái nước lạnh, nước của nó cũng cái độ lạnh nó cũng rất là sâu. Đấy. Đặc biệt là giá thành thì cũng rất là hợp lý. Cái này hiện tại bên em đang bán là 2.600.000, bảo hành cho các bác 1 năm, chưa phí vận chuyển đâu các bác nhé. Giá 2.600.000. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu mua thì các bác liên hệ. Các bác lưu ý là cây sử dụng điện 100V, giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Cây xuất sắc luôn. Chào cả nhà nhé.